Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức. Ngày hôm nay sẽ tiếp tục cập nhật từ quý vị những tin tức thời sự nổi bật nhất đang được dư luận đặc biệt quan tâm. Kính mời quý vị cùng đón xem. Trong phiên khai mạc của Đại hội thứ 13 của Đảng, Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Nguyễn Phú Trọng đã có những tổng kết nhìn lại 35 năm đổi mới. Trong đó, Tổng bí thư đã nói rằng, đất nước ta chưa bao giờ có được vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Nếu như chứng kiến những thay đổi của Việt Nam vài thập kỷ qua, chúng ta có thể thấy, đó không phải là lời nói suông, không chỉ kinh tế phát triển vượt bậc mà cả quốc tế đang coi Việt Nam như một hình mẫu của sự vượt khó, vươn lên, khẳng định bản thân và gây ảnh hưởng lên khắp các quốc gia và châu lục khác. Có được thành tựu như vậy không phải là công sức của một cá nhân mà cả một bộ máy chính quyền từ trên xuống dưới, lẫn toàn nhân dân. Tuy nhiên, phải khẳng định rằng vai trò của người lãnh đạo vô cùng quan trọng, người ấy cần có lập trường vững vàng bản lĩnh chính trị và tầm nhìn sâu rộng, sắc bén và thật may mắn rằng Việt Nam có một người lãnh đạo như vậy, đó chính là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đây không phải là công việc ngày một ngày hai, đó là cả một quá trình rèn luyện, thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối của Đảng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sinh ra trong một gia đình nhà nông bình thường, sau lớn lên mặc dù học ngành văn của Đại học Tổng hợp Hà Nội, nhưng ông lại chọn theo con đường chính trị. Ngày 26 tháng 6 năm 2006, ông đảm nhận chức vụ Chủ tịch Quốc hội khóa 11 do người tiền nhiệm là ông Nguyễn Văn An từ chức để nghỉ hưu sớm. Ngày 29 tháng 11 năm 2006, Quốc hội đã thông qua và phê chuẩn Nghị quyết số 71 năm 2006, NQQH11, Nghị định thư gia nhập hiệp định thành lập Tổ chức Thương mại Thế giới của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ông đắc cử năm 2011 chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, kế nhiệm ông Nông Đức Mạnh. Đây là chức danh lãnh đạo cao nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam và cũng là chức vụ cầm quyền cao nhất trong hệ thống chính trị Việt Nam. Đây là chức vụ đứng đầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản, chủ trì công việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các quyền hạn khác. Chức danh Tổng Bí thư cũng kiêm nhiệm vị trí Bí thư Quân ủy Trung ương theo quy định của Điều lệ Đảng đồng thời cũng hiện đang đảm chức danh trưởng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng và tiêu cực. Như vậy, kể từ năm 2011 cho đến nay, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chính là nguyên thủ quốc gia, người nắm vai trò lãnh đạo cao nhất tại đất nước. Vì thế, liệu Việt Nam có sánh vai được với cường quốc Nam Châu hay không, như ước vọng của bác Hồ lúc còn sống, đặt hoàn toàn vào vai của Tổng bí thư. Vì thế, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng từ khi nhận nhiệm vụ, đã vạch ra hai con đường cơ bản nhất. Đầu tiên là tập trung phát triển kinh tế theo đường lối xã hội chủ nghĩa, tiếp theo là phải mạnh tay loại bỏ tham nhũng đến tận cùng để con sâu mọt đấy không phá hủy thành tựu và công sức của toàn dân vất vả xây dựng. Đó là hai nhiệm vụ vô cùng nặng nề và không kém phần nguy nan. Cái khó mới cần những người tài giỏi Việt Nam hơn một thập kỷ qua được nhiều tổ chức quốc tế ghi nhận là quốc gia đạt được nhiều thành tựu nổi bật. Trong phát triển kinh tế xã hội, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát thấp hơn mục tiêu Quốc hội đề ra, nợ công, nợ chính phủ, nợ nước ngoài, bội chi ngân sách nhà nước được kiểm soát, tăng trưởng được thúc đẩy, các cân đối lớn của nền kinh tế được đảm bảo. Tăng trưởng GDP cả năm đạt 5 đến 6% là nỗ lực rất lớn trong bối cảnh tình hình chung toàn cầu rất khó khăn, giúp nền kinh tế nước ta vẫn thuộc nhóm các nước tăng trưởng cao trong khu vực và thế giới. Cái lò đã nóng lên rồi thì củi tươi vào đây cũng phải cháy, củi khô, củi vừa cháy trước rồi, cả lò nóng lên, tất cả các cơ quan vào cuộc, có ai đứng ngoài đâu và không thể đứng ngoài được, cá nhân nào không muốn làm cũng không thể được, thế mới là thành công. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, đồng thời là trưởng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, thể hiện tư tưởng xuyên suốt nhất quán của Đảng ta về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, xây dựng chỉnh đốn Đảng. Từ đó cho đến nay, có thể tính hàng trăm cán bộ các cấp đã phải vào tù ra tội vì dính líu đến tham ô. Hàng loạt vụ đại án được xử như vụ của Tổng công ty hàng hải Việt Nam Vilanais, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN, vụ chuyến bay giải cứu hay gần đây nhất là các vụ của các tập đoàn kinh tế có dính líu đến quan chức nhà nước như Vạn Thịnh Phát, Tân Hoàng Minh, FLC. Chủ trương của Tổng Bí Thư cho thấy việc chống tham nhũng là cấp thiết bởi thành quả của xã hội không thể bị những con sâu mọt ăn hết tham nhũng là một vấn đề nhức nhối có hại cho sự phát triển không chỉ riêng việt nam mà bất kỳ một quốc gia nào kể cả các cường quốc cũng đang phải đối mặt chống tệ nạn này phải không có vùng cấm không ai là không thể đụng đến thì mới tạo sự nghiêm minh gian đe và củng cố niềm tin của nhân dân tổng bí thư nguyễn phú trọng là người sống vô cùng khiêm tốn và giản dị văn phòng của ông ở trung ương đảng nhìn rất bình thường như mọi nơi làm việc khác chỉ có sách vở và giấy bút ghi chép là chủ yếu mà thôi. Một lãnh đạo phải là tấm gương sáng thì nhân dân mới kính phục và noi theo. Một lãnh đạo phải biết mạnh mẽ và khôn khéo, cường nhu đúng lúc để vừa đối nội và đối ngoại tốt. Và Việt Nam ngày nay may mắn có một lãnh đạo như vậy, đó là Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng. Năm nay đã chạm mốc 80 tuổi, ở cái tuổi đáng ra đã được nghỉ ngơi từ lâu, nhưng ông vẫn làm việc cường độ cao với ước vọng có thể đưa Việt Nam sánh ngang với các cường quốc, một người cộng sản kiên trung và bền bỉ, cống hiến cả cuộc đời cho đất nước, cả dân tộc Việt Nam đều mong bác trọng sức khỏe và có thêm nhiều nhiệm kỳ nữa lãnh đạo đất nước. Cán bộ tín nhiệm thấp phải từ chức bị miễn nhiệm hoặc hạ cấp. Những người có tín nhiệm thấp phải kịp thời xem xét đưa ra khỏi quy hoạch, thực hiện quy trình thủ tục cho từ chức miễn nhiệm hoặc bố trí công tác khác thấp hơn mà không chờ hết nhiệm kỳ dự thảo nghị quyết của quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do quốc hội hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn đang được ban công tác đại biểu lấy ý kiến việc sửa đổi nội dung dự thảo nghị quyết về lấy phiếu tín nhiệm sẽ được quốc hội xem xét cho ý kiến tại kỳ họp thứ năm tới sự gương mẫu của vợ chồng con là tiêu chí xét tín nhiệm theo dự thảo nghị quyết quốc hội sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm với các chức danh do quốc hội bầu và phê chuẩn gồm chủ tịch nước phó chủ tịch nước chủ tịch quốc hội phó chủ tịch quốc hội Ủy viên Ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc hội, Thủ tướng, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và các thành viên chính phủ, tranh án Tòa án Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và Tổng Kiểm toán Nhà nước. Hội đồng Nhân dân sẽ lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Hội đồng Nhân dân bầu phê chuẩn gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Trưởng ban của Hội đồng Nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, các Ủy viên Ủy ban Nhân dân với những người đã có thông báo nghỉ công tác chờ nghỉ hưu thông báo nghỉ hưu hoặc được bổ nhiệm bầu cử trong năm lấy phiếu tín nhiệm sẽ không thuộc diện lấy phiếu tín nhiệm quốc hội hội đồng nhân dân sẽ tổ chức lấy phiếu tín nhiệm một lần trong mỗi nhiệm kỳ vào kỳ họp thường lệ cuối năm thứ ba của nhiệm kỳ nguyên tắc lấy phiếu tín nhiệm bỏ phiếu tín nhiệm được nêu rõ trong dự thảo nghị quyết là công khai công bằng dân chủ khách quan minh bạch Dự thảo nghị quyết quy định nghiêm cấm hành vi vi phạm làm sai lệch mức độ tín nhiệm hoặc lợi dụng lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm để làm giảm uy tín của người khác, gây chia rẽ, mất đoàn kết nội bộ. Theo dự thảo nghị quyết của Quốc hội, những người có tín nhiệm thấp phải kịp thời xem xét đưa ra khỏi quy hoạch, thực hiện quy trình thủ tục cho từ chức miễn nhiệm hoặc bố trí công tác khác thấp hơn mà không chờ hết nhiệm kỳ. Các nội dung được đưa ra làm căn cứ đánh giá mức độ tín nhiệm gồm phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, việc chấp hành hiến pháp, pháp luật và kết quả thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Trong tiêu chí về phẩm chất chính trị, Quốc hội Hội đồng Nhân dân khi lấy phiếu tín nhiệm sẽ xem xét khả năng quy tụ, đoàn kết nội bộ và xử lý những vấn đề khó, phức tạp, nhạy cảm, sự gương mẫu của bản thân và vợ chồng con trong việc chấp hành chính sách pháp luật của nhà nước. Trong việc thực hiện nhiệm vụ, Quốc hội, Hội đồng Nhân dân sẽ xem xét tính năng động, đổi mới sáng tạo, quyết đoán, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của cán bộ và việc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực. Công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực, phạm vi phụ trách. Phiên họp lấy phiếu tín nhiệm chỉ được tiến hành khi có ít nhất 2 phần 3 tổng số đại biểu Quốc hội tham dự. Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm bằng cách bỏ phiếu kín trên phiếu ghi rõ họ tên chức vụ của những người được lấy phiếu tín nhiệm cùng 3 mức độ tín nhiệm cao, tín nhiệm, tín nhiệm thấp. Dự thảo nghị quyết của Quốc hội nêu rõ người được lấy phiếu tín nhiệm có quá nửa trên dưới 2 phần 3 tổng số đại biểu Quốc hội. Đại biểu Hội đồng Nhân dân đánh giá tín nhiệm thấp thì có thể xin từ chức hoặc Quốc hội, Hội đồng Nhân dân tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm tại kỳ họp gần nhất. Người được lấy phiếu tín nhiệm có từ 2 phần 3 tổng số đại biểu quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân trở lên đánh giá tín nhiệm thấp thì cơ quan có thẩm quyền trình quốc hội, Hội đồng Nhân dân tiến hành miễn nhiệm tại kỳ họp gần nhất. Quốc hội, Hội đồng Nhân dân bỏ phiếu tín nhiệm khi nào? Với các trường hợp bỏ phiếu tín nhiệm, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn trong một số trường hợp. Những trường hợp này gồm Ủy ban Thường vụ Quốc hội tự mình đề nghị có kiến nghị của Hội đồng Dân tộc hoặc Ủy ban của Quốc hội, có kiến nghị của ít nhất 20% tổng số đại biểu Quốc hội hoặc người được lấy phiếu tín nhiệm có quá nửa đến dưới 2 phần 3 tổng số đại biểu Quốc hội trở lên đánh giá tín nhiệm thấp. Với Hội đồng Nhân dân, Thường trực Hội đồng Nhân dân bỏ phiếu tín nhiệm với các trường hợp, có kiến nghị của ít nhất 1 phần 3 tổng số đại biểu Hội đồng Nhân dân, có kiến nghị của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cung cấp, người được lấy phiếu tín nhiệm có quá nửa đến dưới 2 phần 3 tổng số đại biểu Hội đồng Nhân dân trở lên đánh giá tín nhiệm thấp. Theo dự thảo nghị quyết, người được bỏ phiếu tín nhiệm có quá nửa tổng số đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân đánh giá không tín nhiệm thì xin từ chức. Trường hợp không từ chức, cơ quan hoặc người có thẩm quyền giới thiệu người đó để Quốc hội, Hội đồng Nhân dân bầu hoặc phê chuẩn có trách nhiệm trình Quốc hội, Hội đồng Nhân dân xem xét quyết định miễn nhiệm hoặc phê chuẩn đề nghị miễn nhiệm đối với người đó tại kỳ họp gần nhất. Dược lửa thầy thích minh tuệ để lộ thứ đặc biệt dưới đôi chân trần trai sạn kiếp nạn dồn dập vẫn sải bước hiên ngang đệ tử cả nước quỳ lại bồ tát tái sinh thưa quý vị những ngày qua hình ảnh một vị sư với đôi chân trần trai sạn đi bộ từ nam ra bắc khiến dư luận xôn xao đó là sư thích minh tuệ với hình ảnh về một vị sư khổ hạnh nhưng luôn hân hoan trong con đường đi khất thực khắp trên đất nước vị sư tên minh tuệ không nhận tiền cúng dường không nhờ vả độ đường chỉ nhận cơm rau ai cho thì hoan hỷ nhận, ngày ăn một buổi, thậm chí trên Facebook. Những người yêu mến vị sư này còn lập ra cả trang theo bước sư thầy Minh Tuệ. Giữa một quần thể các nhà sư quốc doanh vụ lợi, gian dối ngôn từ bảo vệ nhau để trục lợi, hình ảnh vị sư Minh Tuệ được xem là của hiếm, khiến nhiều người yêu mến và cảm động. Càng yêu quý bao nhiêu, lại càng đau xót cho đôi chân trai sản bấy nhiêu, lại nổi lên nhiều thứ lạ, đến đau đớn cùng những việc làm của ông trên đường đi khiến người dân càng ngưỡng mộ cùng chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây thích minh tuệ không nói điều gì cao siêu huyền bí nếu có ai hỏi về phương pháp tu hành thì ông chỉ luôn lặp lại là giữ giới và làm việc tốt trên những hình ảnh được lan truyền trên mạng xã hội có người khen tán dương nhưng cũng có người chụp mũ và vu khống riêng thầy thích minh tuệ trên mạng xã hội lan truyền thì thấy rằng đây là một người ăn nói có phần vụng về nhưng mộc mạc thật thà ông luôn nói đi nói lại rằng việc đưa như thế là để tập học và ông không nhận mình là thầy của ai cả ngược lại một mực xưng con với tất cả mọi người ông nói việc xưng hô như thế là một cách để tự nhắc rằng mình chưa có thành tựu gì và đồng thời thể hiện sự tôn trọng và cầu mong cho mọi người có tầm hướng thiện ông cũng không nói điều gì cao siêu huyền bí nếu có ai hỏi về phương pháp tu hành thì ông chỉ luôn lặp lại là giữ giới và làm việc tốt với ông giữ giới là cốt lõi của tu hành và điều này là rất đúng đắn giữ giới là điều căn bản nhất anh có thể thuyết giáo cao siêu đến đâu nhưng nếu anh không giữ giới thì không đáng tin ví dụ một trong những giới của xuất gia là không giữ tiền bạc ai làm được thì đó là đệ tử chân chính của phật ngày nay chỉ một giới ấy thôi nhưng hầu hết đều phạm không những thế còn bày mưu tính kế thao túng tín đồ để sống xa hoa với xe xịn đồng hồ hiệu chùa triển như cung điện tiền hô hậu ủng như vua chúa. Bên dưới bài đăng cũng không ít bình luận bày tỏ sự xót xa cho đôi chân trần đã chai sạn vì phải đi bộ quãng đường rất dài và hy vọng sư thầy có thể quay về một cách an toàn, khỏe mạnh. Hôm nay có gặp thầy ở Thương Tiến, xong mà không biết về câu chuyện này, mong thầy có sức khỏe để hoàn thành chuyến đi của mình. Nhiều bạn cứ hỏi tại sao thầy không đi dép. Theo mình được biết thì khi đi khất thực, đầu phải trần, chân, chân không mang dép, không ngó nghiêng chuyện nhân gian không nhiều lời không nhận đồ ngoại trừ thức ăn nhìn và nghe được câu chuyện của thầy mới thấy thầy rất đáng kính trọng không phải ai cũng dám buông bỏ mọi thứ để làm được những điều như thế đây là điều không phải ai cũng làm được vì phải chấp nhận đánh đổi hy sinh nhiều thứ do đó việc làm này rất đáng được trân trọng bên cạnh những người ủng hộ thầy minh tuệ cũng có không ít người lập luận rằng tu như ông chỉ là để phục vụ cho mục đích cá nhân mà không góp phần cải thiện xã hội, làm tốt cho cuộc đời. Mình cho rằng lập luận đó là có phần hạn hẹp, chỉ nghĩ đến cái trước mắt mà không nghĩ đến cái lâu dài, chỉ nghĩ đến cái bên ngoài mà không nghĩ đến cái cốt lõi bên trong. Hơn 2.500 năm trước, Thái tử Tất Đạt Đa bỏ cung vàng điện ngọc cũng chỉ để lang thang khất thực và ngồi thiền định dưới cội bồ đề. Cuối cùng, chính sự giác ngộ của cá nhân ngài đã tạo nên một lớp đệ tử chân truyền và đạo pháp của ngài được hoàng dương đến ngày nay chỉ riêng cuộc sống đạm bạc đến mức tận cùng của thầy thích minh tuệ cũng đã là bài học lớn của chúng sinh giúp cho nhiều người mê muội tỉnh ngộ khi nhìn thấy sự lợi dụng tôn giáo của những tăng ni lớn tiếng kêu gọi sự cúng dường lại còn phân biệt tiền chẵn tiền lẻ gạt lừa tín đồ bằng những lời hứa hẹn kéo dài hàng chục kiếp mình tin rằng trong số hàng ngàn hàng chục ngàn người mê muội ngồi nghe tăng ni đó phét lác sẽ có nhiều người nhìn vào cuộc hành thiền đầu trần chân đất của thầy minh tuệ mà ngộ ra lẽ phải ở đời nếu được như vậy thì sao lại cho rằng thầy chỉ sống cho cá nhân mình cuộc đời của thầy đã không là tấm gương là bài học hay sao một câu hỏi khác được đặt ra là tại sao thầy thích minh tuệ hành thiền khổ hạnh đã năm 6 năm rồi mà nay mới nổi tiếng như cồn theo mình nghĩ lý do chính của hiện tượng này là sự suy vi của sinh hoạt phật giáo trong mấy năm gần đây những scandal ở chùa Ba Vàng và một vài nơi khác nổ ra khi nhiều người giả tu lợi dụng đạo pháp chùa chiền để làm lợi cho bản thân, cho phe nhóm và thầy Thích Minh Tuệ chính là hình ảnh rực sáng đối nghịch với cái tối tăm ô trọng của đang nhờ nhờ thách thức xã hội. Phải thành thật mà nói rằng mình đã nhìn vào hình ảnh thoát tục, hiền lành và chân chất của thầy Thích Minh Tuệ mà không kìm được cảm xúc và rất thương cho thầy. Nghe nói đã bắt đầu có sự can thiệp của chính quyền vì lý do trật tự trị an khi số công chúng đi theo thầy quá đông, hệ quả đó sẽ ảnh hưởng đến quá trình tu tập của thầy. Và nếu thầy buộc phải tìm một hình thức tu tập khác thì điều này sẽ đau lòng biết bao. Dù sao, mình cũng tin vào sự ngộ đạo của thầy Thích Minh Tuệ. Trong hoàn cảnh nào, thầy cũng tìm được lẽ chân như. Mình tin rằng con đường tu tập khúc khỉu 5-6 năm dài thầy đã đi qua với tất cả lòng son sắt thì con đường tránh đáng, tránh giác sẽ là con đường kết thúc quá trình tu tập để thầy trở thành một bậc A-la-hán trên đời này. Như chính sư Minh Tuệ đã nói rằng ông chỉ là một người đang tập học, cố gắng sống đúng với lời Phật dạy. Ông không nhận làm thầy hay dạy dỗ ai, cùng lắm là chia sẻ vài lời nếu bị ép quá. Vì thế, mỗi người cũng cần tôn trọng điều đó, có thể yêu quý, tôn trọng, nhưng không nên sủng bái cá nhân và thần thánh hóa một vị tu sĩ đang tìm cách làm chủ cái tâm của mình và quan trọng hơn, có lẽ nên để yên cho ông ấy tu hành, đừng săn đón, săn lùng để đưa lên mạng. Người như tu sĩ thích minh tuệ, trở thành của hiếm trong hoàn cảnh hiện nay. Vì thế, hình ảnh ông một mặt trở thành tấm gương khiến nhiều người ngưỡng mộ và kính trọng, nhưng mặt khác cũng sẽ gây đố kỵ, thậm chí tìm cách gây hại. Việc tung hô ông quá mức hoặc dùng ông để chỉ trích những người giả tu, vô tình có thể khiến ông gặp nguy hiểm, nên bảo vệ những người như ông bằng cách bớt quấy giày và bớt tung hô và tốt hơn hết là lặng lẽ học ở ông những điều tốt đẹp phù hợp với cuộc sống của bản thân. Lộ diện kẻ đâm lén khiến ông thưởng bị đảng trừng phạt. Quý vị thân mến, thời gian qua, biến động về vai trò lãnh đạo của một số thành viên cốt cán nước nhà luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ dư luận đã có không ít luồng ý kiến, nhận định về sự việc ông Võ Văn Thưởng từ chức và không thể không thừa nhận một sự thật rằng sự thất vọng và tiếc nuối đã dần thế chỗ cho niềm tin và lòng yêu quý mà nhân dân cả nước dành cho ông. Sau giờ phút quyết định chính thức của Quốc hội, ông chính thức rời ghế chủ tịch nước sau 13 tháng công hiến cho đất nước, cho nhân dân. Là người đứng đầu nhà nước và luôn nghiêm chỉnh chấp hành điều lệ, nội quy của đảng, pháp luật nên ông đã tự xin thôi giữ chức vụ cao quý để làm tròn trách nhiệm của mình. Nhưng có thật sự là ông Thưởng tự xin rút lui khỏi bộ máy nhà nước hay không, hay có kẻ nào đó đã khiến cho ông Thưởng bị trừng phạt? Hãy cùng chúng tôi đi tìm hiểu và phân tích quý vị nhé. Những thông tin liên quan đến chức vụ của ông Thưởng đã khiến cho nhiều người quan tâm và thật sự không ngờ, sau đó mấy ngày, vị chủ tịch nước trẻ tuổi nhất đã xin từ chức. Trước ông Thưởng, nhiều cán bộ cấp cao cũng đã phải rời khỏi vị trí của mình, như ông Nguyễn Xuân Phúc từ chức do phải chịu trách nhiệm là người đứng đầu. Trung Ngọc Anh bị xét xử 3 năm tù giam, Nguyễn Thanh Long bị xét xử 18 năm tù giam do những sai phạm liên quan đến Việt Á. Vậy, những thế lực hay cá nhân nào đã ẩn mình phía sau và đâm lén khiến cho ông Thưởng không thể bảo toàn được chiếc ghế chủ tịch nước của mình nữa? Từ đầu năm 2023 đến thời điểm hiện nay, dưới nhiệm kỳ của ông Võ Văn Thưởng đã không có ít cựu bí thư, chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bị bắt, khởi tố vì liên quan đến sai phạm về kinh tế, chức vụ. Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải bị bắt vì nhận hối lộ, ngày 21 tháng 12 năm 2023, trung tướng tô ân sô cho biết cơ quan an ninh điều tra bộ công an vừa thi hành quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với ông đỗ thắng hải, thứ trưởng bộ công thương về tội nhận hối lộ quy định tại khoản 4 điều 3, 54 bộ luật hình sự. Đây là kết quả của quá trình điều tra vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại vận tải và du lịch xuyên Việt Oi và một số cơ quan, tổ chức liên quan. Kỷ luật cảnh cáo thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Hồng Minh. Từ ngày 12 đến 15 tháng 6 năm 2023, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ thứ 29, quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo ông Bùi Hồng Minh, ủy viên ban cán sự Đảng, thứ trưởng Bộ Xây dựng nguyên chủ tịch hội đồng thành viên, nguyên tổng giám đốc công ty xi măng Việt Nam. Ủy ban kiểm tra Trung ương nhận thấy, ông Bùi Hồng Minh trên các cương vị công tác của mình đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, những điều đảm viên không được làm và trách nhiệm nêu gương trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác cán bộ có nguy cơ mất vốn đầu tư. Để xảy ra các vi phạm, khuyết điểm nêu trên có trách nhiệm của ban thường vụ đảng ủy tổng công ty xi măng Việt Nam nhiệm kỳ 2015-2020 và một số tổ chức cá nhân có liên quan. Vi phạm của ban thường vụ đảng ủy tổng công ty xi măng Việt Nam và ông Bùi Hồng Minh đã ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng và ngành xi măng Việt Nam đến mức phải xem xét kỷ luật. Trung ương kết tất cả chức vụ trong đảng đối với nguyên bí thư Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến trong ngày làm việc thứ nhất của Đại hội Trung ương 8 khóa 13, Ban Chấp hành Trung ương đã quyết định thi hành kỷ luật cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Trịnh Văn Chiến, nguyên ủy viên Trung ương Đảng, nguyên bí thư tỉnh ủy, nguyên chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, nguyên chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa. Trước đó, vào ngày 28 tháng 7 năm 2023, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì họp bộ chính trị Ban Bí thư xem xét thi hành kỷ luật Ban Thường vụ tỉnh ủy Thanh Hóa, các nhiệm kỳ 2010-2015, 2015-2020 và một số nguyên lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, trong đó có ông Trịnh Văn Chiến. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy ông Trịnh Văn Chiến đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương gây hậu quả rất nghiêm trọng khó khắc phục thiệt hại lớn ngân sách nhà nước dư luận bức xúc ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng chính quyền địa phương